Ni Phật hôm nay ngày 15 tháng 2 năm 2021 năm Tân Sửu, hội từ thiện chùa Vũ Linh trụ trì Đại Đức Thích Huệ Tường cho 500 phần bún và cơm cho bà con. Chúc quý Phật tử, quý mạnh thường quân và quý nhà hảo tâm đồng hành làm việc thiện luôn luôn nhiều sức khỏe, như ý các tường, thân tâm an lạc.
Sao
sáng tới giờ em mới bụng quá à. Hay là anh chở em đi ăn cái gì cho nó đặc biệt nha. Em đói bụng hả? Muốn ăn cái gì đặc biệt phải không? Có liền, ăn chay nha. Ăn chay hả? Anh mời em ăn chay để trái lòng bác ái từ bi. Em cùng anh ăn chay cho mắt tròn xanh thắm bờ mi. Giờ tăng món gì? Nào là cơm là mì nè. Có món xào với tàu hủ kỳ. Chúng mình cùng ăn chay cho môi trường xanh mãi còn xanh. Chúng mình cùng ăn chay để trái lòng từ bi chúng sanh. Nào da sống nào cà, nào rau ôm bạc hà. Nấu món canh chua ngon thiệt là ngon. Đậu hũ chiên giòn ánh vàng như màu nắng thà. Canh lá mồng tơi xanh mướt như cỏ mùa xuân. Chén cho thơm trắng ngà ngà giống như ánh sương chiều ta. Chấm món rau luộc ngon tuyệt cú mèo em ơi. Anh nè, công nhận ăn chay cũng ngon quá anh ha. Em biết không, ăn chay á mình có sức khỏe tốt nè, mà giữ cho môi trường trong sạch nữa đó. Cho nên á mình mốt mình ăn chay với em. Dạ, vậy để em cố gắng em ăn một tháng à, một ngày. Trời ơi, gì ít vậy, cố gắng ăn chay trường đi em. Vậy thì em sẽ ăn chay trường với anh luôn. Rồi rồi, em có thưa chuyện của mình với ba má chưa? Em thưa rồi, ba má hả? Khen anh hiền nè, dễ thương, thật thà, nên ba má chịu. Ba má chịu rồi hả? Trời anh vui quá à. Rồi em có chịu không? Em á hả? Em á thì em chịu luôn. Anh mời em ăn chay để trái lòng bác ái từ bi. Em cùng anh ăn chay cho mắt tròn xanh thắm bờ mi. Giờ tăng món gì? Nào là cơm là mì nè. Có món xào với tàu hủ kỳ. Chúng mình cùng ăn chay cho môi trường xanh mãi còn xanh. Chúng mình cùng ăn chay để trái lòng từ bi chúng sanh. Nào da sống nào cà, nào rau ôm bạc hà. Nấu món canh chua ngon thiệt là ngon vậy đó. Đậu hũ chiên giòn ánh vàng như màu nắng thà. Canh lá mồng tơi xanh mướt như cỏ mùa xuân. Chén cho thơm trắng ngà ngà giống như ánh sương chiều ta. Chấm món rau luộc ngon tuyệt cú mèo em ơi. Ngày đám cưới đôi mình anh đai tiệc bằng những món chay. Trà đá thơm thật ngon uống cả ngày mà không thấy say. Tiệc liên quan tưng bừng bà con đến chúc mừng cho hai chúng mình hạnh phúc trăm năm. Đậu hũ chiên giòn ánh vàng như màu nắng thà. Canh lá mồng tơi xanh mướt như cỏ mùa xuân. Chén cho thơm trắng ngà ngà giống như ánh sương chiều ta. Chấm món rau luộc ngon tuyệt cú mèo em ơi. Ngày đám cưới đôi mình anh đang tiệc bằng những món chay. Trà đá thơm thật ngon uống cả ngày mà không thấy sai luôn à nghe. Tiệc liên quan tưng bừng bà con đến chúc mừng cho hai chúng mình hạnh phúc trăm năm. Tiệc liên quan tưng bừng bà con đến chúc mừng cho hai chúng mình hạnh phúc trăm năm. Qua mấy ngàn năm vẫn là chân lý. Đức Phật dạy khuyên người trong cõi trầm luân. Lòng hướng thiện ăn chay không nên sát hại thú cầm, vì nó cũng muốn như mình được sống. À.
ăn chay là để tu thân, chứ không phải để thành tiên thành Phật. Vì bởi từ tâm hằng phát nguyện trong lòng. Là sinh vật như nhau trên trái đất tươi hồng, thì ai ơi sao nỡ lòng nào sát sinh hại vật, nuôi thân mình bằng cá thịt tanh hôi, hãy nuôi bằng ngũ cốc rau quả thì hơn, tu tập tanh ta lệ dần dứt hơn. Sức khỏe mạnh lành bệnh tật đẩy lui, hãy ăn chay cho tâm hồn thanh thản. Cho ta kháng cường sinh lực, tuổi thọ dài lâu điều hạnh phúc vô cùng. Ăn chay còn phòng được bệnh ký sinh trùng, không ăn gia súc gia cầm, thà ăn qua quả rau măng thương lấy mình. Hãy bước theo nẻo từ bi, vạn vật nhất thể dung hòa sự sống, rèn luyện thân mình có bản năng siêng năng, sửa tánh sửa lòng trong sạch thẳng ngay. Sa thải thu cầm để ăn cho béo thân, vì nó cũng là sinh vật như mình, cùng chung hít thở khí thiên nhiên. Nó không nói được bởi còn mang kiếp súc sinh. Cơ luân chuyển không dừng bánh xe tàu qua, lực thưởng phạt trả dai của đăng vô hình. Ăn thịt phải đền lấy thịt là lẽ công bình, ăn chay là để sửa mình, hết tham lìa dần rõ tình bên mê. Người ăn chay phải có tánh thiện theo về, không nói xấu hay nhung trề người khác, ngậm máu phun người thì mình dơ miệng, ấy là độc ác là yêu tinh hại đời. Thank you.
Người ăn chay đừng nên nói nặng lời, dừng sát sanh dối gạt gian tà thô bào. Người ăn chay chớ làm những điều trái đạo. Luân hồi quả báo, tác giả Nguyễn Trung Hồng và Phạm Tấn Đại. Lời nói đầu, chúng ta ở Maha Sadhuaya, Maha Kalonikaya, Daya.
Namah Padaya Shivaya.